Xin chào cả nhà. Ở video trước thì mình có làm cái thử thách là cầm 140.000 đi chợ để mua nguyên liệu nấu một cái lẩu ếch chuka dành cho 4 người ăn. Thì sau khi up video lên YouTube được một ngày, tức là 24 tiếng đồng hồ, video đạt được 12.000 lượt xem. Mình sẽ lấy cái cột mốc đó để mình làm thử thách cho cái video ngày hôm nay nha. Tức là cầm 120.000 để đi chợ. Thì hôm nay không biết là mình sẽ mua được cái nguyên liệu gì để nấu cái món gì, thì mời cả nhà cùng đi chợ với mình nha. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với cả nhà một cái chợ chòm hổm khác nữa ở quê mình, đó chính là chợ Bến Miễu, huyện Nhơn Trơn. Chợ này thì chỉ cách chợ huyện tầm một cây số thôi, nhưng mà cái mức độ nhộn nhịp cũng không có thua kém gì đâu nha. Mà đa phần người dân thị trấn lại thích đi chợ này hơn, một phần là do giá cả rẻ hơn nè, phần nữa là mình có thể chạy xe máy thẳng vô chợ luôn mà không có cần phải gửi xe. Bây giờ là 8 giờ rưỡi sáng rồi mà chợ vẫn còn khá là đông nè. Mình sẽ chạy từ từ để ngắm nghía coi có món gì ngon mà rẻ không nha. Bên ngoài là cái khu bày bán cá tôm rất là nhiều, còn muốn mua thịt thì mình phải đi vô trong. Mùa này tôm càng xanh rẻ lắm nha, ai muốn ăn thì ra cái chợ này mua nè. Giá thì nó chỉ từ khoảng 100 cho đến 150 ký thôi, tùy theo cái size lớn nhỏ. Lúc này là cuối chợ rồi, có cái cô này bán cà phê thấy cũng bự bự nè, ghé vô coi sao. Cà phê nhiêu ký không? Sao con? Cà phê nhiêu ký vậy con? 45 nghìn thôi con. Cá liền ký 3 nè. Cá còn sống không vậy? Trời ơi, đây con. Nó béo rồi. Cá ngon lắm. Cô không có nước giạt đâu, con này cũng vậy nè. Cá bự. Cái này con này cũng còn sống nữa nè. Con nó ký 3, con này 1 ký. Bảo đảm con ngon. 5 ngàn chị. Con về con nấu canh bình thường, con không có nước giạt đâu. Dạ. Chắc là giờ mình sẽ đi mua ít rau sống về làm món cá nướng của bánh tráng đi. Gì chứ mình thích đi chợ truyền thống á, nó đông đúc nhộn nhịp mà nhiều người bán cũng dễ thương. Mình ghé đây mua rau cải cái. Lấy củ cà rốt với củ cải trắng để lát mình làm dưa chua nè. Rau sống cuốn bánh tráng hẹ rồi con. Sống rồi lấy cho con chẳng 40 đi. Có giá không? Dạ không. Tiền rau mình mua hết ở đây là 40.000 nha, vậy là còn 25.000. Cô lấy cho con cái bịch bánh tráng loại nào mà không cần nhúng nước á. Không nhúng nước. Dạ. Là hai mấy ngàn hay là mình mà hai là 8.000. Lấy con cái bịch nhỏ đó. Dạ. Với tương hộp bán theo hũ hay sao con? Tương hộp 10.000. Lấy cho con hũ 10.000. Nhiêu của con hết. Được chưa? Tiền rồi. 18. Thêm 18.000 nữa, vậy là giờ mình còn 7.000 thôi. Ủa có xoài chua. Có xoài nào chua không? Nhiêu cái gì? 20. Giờ em có 7.000, chị lấy cho em sao đủ 7.000 cũng được. Giờ còn đúng 7.000 nè. Mua về làm gỏi giống gì á. Lấy khỏi cân, chị bán mão cho em trái em cũng được nữa. Rồi rồi, cảm ơn vậy nha. Vậy là vừa đủ 120.000 rồi nha. Ủa có nghe lầm không ta? Sợi keo 15.000 2 kg kìa. Để quay lại coi thử thì sao. Này nhiêu cái giúp? 2 kg. Chú cân cho con 2 kg đi. 2 kg 15.000. Sợi keo 15.000 2 kg. Dưa hấu 15.000 2 kg. Nó 12 trái lên là 10.000 1 kg. Nhiêu tính nhiêu đi chú ơi. 2 kg 15.000. Sợi keo 15.000 2 kg.
Cái này mình mua về để dành ăn sống thôi nha, nên sẽ không có tính vô bán hàng. Ở đây có 15 ngàn. Nói chung là hơi tiếc đó mọi người. Phải chi mình thấy cái chỗ này sớm á, là với 7 ngàn là mình mua được gần 1 kg luôn. Hôm nay sẵn tiện thì mình sẽ quay cái con đường đi vô tới tận nhà luôn cho cả nhà xem, để mai mốt ai có dịp đi ngang á thì biết đường ghé vô nhà em chơi nha. Ngay đây gọi là ngã tư Dòng Trường, cách chợ Dòng Trơm khoảng 3 cây số nè. Chạy vô xíu thì có cái chợ nhỏ Tân Phước bên tay trái, mà giờ trễ rồi cho nên cũng sắp dọn rồi. Tới tầm 30m á thì mình quẹo trái vô cái đường đan nha. Đường vô nhà em á thì mã màu hơi nhiều với nhiều khúc cua lắm, nhưng mà cũng mát mẻ lắm nha. Bên trái lại có mã nữa nè. Đoạn này chắc mấy tay đua khoái lắm. Một khúc cua, hai khúc cua, ba khúc cua, rồi bốn khúc cua nè, dữ chưa. Rồi đâm thẳng hết đường đan luôn. Lại gặp mã nữa nè. Này ban đêm chắc nhiều người không dám đi quá. Cuối đường quẹo trái đâm thẳng là tới nhà mình rồi nè. Trái xoài này 7 ngàn, còn nguyên bịch xoài này là 15 ngàn. Phải chi gặp chú này sớm hơn. Rồi đây là tất cả những nguyên liệu mà mình đã mua được trong buổi sáng ngày hôm nay. Tổng giá tiền là 120 ngàn nha. Trong khi đó thì con cá với trái xoài cộng lại là hơn nửa giá tiền rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi sơ chế cá nha. Đầu tiên thì mình sẽ lấy chanh chà kỹ bên ngoài, cũng như cái phần bụng bên trong của con cá. Sau đó mình lấy muối tiếp tục sát lên cho nó sạch nhớt với đỡ cái mùi tanh. Sau cùng thì mình rửa lại với nước sạch. Trong nhà thì mẹ mình đang chuẩn bị cái phần rau sống với số nguyên liệu để lát nữa ăn kèm. Cái khóm là giờ mình chẻ nó làm đôi. Mình lấy cái muỗng mình nạo ra, đặt chút nữa mình làm nước chấm. Lúc đầu thì mình định mua cà rốt với củ cải về làm dưa chua á, nhưng mà do đi chợ xong còn dư 7 ngàn cái mình mới mua xoài, cho nên giờ mình đổi ý mình đem cà rốt với củ cải trắng mình đi xào luôn nha. Cho chua với hành tím với tỏi vô cho nó thơm. Giờ mình cho củ cải vô mình xào luôn. Mình cho thêm một ít hạt nêm vô luôn. Vậy được rồi, mình cho ra dĩa luôn. Xong cái phần này rồi thì giờ mình sẽ đi làm cái phần nước chấm. Bây giờ thì mình cũng thử một chút hành tím với tỏi với ớt luôn. Tiếp theo mình cho nước khóm vô luôn nha. Bữa nay mình làm nước chấm bằng tương hột nha cả nhà. Nhìn thấy cái màu nó chưa được bắt mắt cho lắm nè. Đây, giờ mình cho sa tế vô. Là nó có cái màu đỏ đỏ của dầu điều liền các bạn. Đúng rồi. Hấp dẫn liền. Rồi, một miếng tương hột nữa. Tương ớt. Tương ớt, quên. Xin lỗi cả nhà nghe, quên. Đó, giờ nó có cái màu đỏ đỏ hấp dẫn hơn rồi nè. Ừ. Cái tương hột này nè, nếu mình xay nhuyễn thì nó ngon hơn. Bởi vì cái này mình không có xay nhuyễn ra. Thành ra mình nấu nó hơi lâu một chút còn cho nó nhừ ra. Giờ mình dằn thêm miếng đường. Rồi, vậy được rồi, giờ mình nhắc con bếp bên đây. Công đoạn cuối cùng đó chính là đốt than để nướng cá. Con cá của mình hơi bự nên mình sẽ dùng dao mình cứa mấy cái đường vậy nè, để lát nữa mình nướng nó sẽ mau chín hơn nha. Sẵn vậy cái mình ướp thêm miếng ớt sa tế nè, để nhìn cá nó hấp dẫn hơn. Với lại có cái phần dầu điều ở trong đây nè, sẽ làm cho con cá của mình trong lúc nướng nó sẽ không có bị khô nha. Có lửa than rồi, bây giờ mình bắt cái dĩ lên chuẩn bị nướng thôi. Rồi, giờ mình cho con cá lên mình nướng. Mình kẹp trong dĩ nhỏ vậy là mình trở cho nó dễ, nó không có bị dính. Cái lò thì nhỏ mà con cá thì bự, cho nên mình sẽ lấy cái thao mình úp lên để giữ nhiệt, nướng cho con cá nó mau chín nha. Rồi khui mẹ ơi. Ừ. Cá của mình nó chín rồi cả nhà ơi. Đây nè, thơm phức luôn, hồi nó khô rồi nè. Giờ mình gỡ ra mình đem xuống nha. Rồi, đấy, đấy là luôn. Quá là thơm. Đó,
chừng nào nó nguội mình mới lấy ra mới được, mới dễ. Rồi cái già nó dính quá rồi. Mình nướng trên dĩa lớn á, thì mình sợ á, cá trở qua trở lại nó bể. Chứ mình nướng trong dĩa nhỏ thì bây giờ á, nó lại dính da vô cái dĩa mình không lấy ra được. Cái từ từ. Tại nó còn nóng quá chứ nó nguội thì mình lấy từ từ được. Đây, cá ra. Rồi, ok. Rồi, cả nhà ơi, ngon lành. Trời ơi, thơm quá. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cuốn sẵn một vài cuốn nha cả nhà. Rồi, bây giờ thì xin mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Rồi, mời cả nhà. Đây, hai cái cuốn này thì nãy mẹ đã cuốn sẵn rồi nè. Giờ mình sẽ chấm vô cái nước chấm này nha. Rồi, xin mời. Quạt vô. Rồi, mời cả nhà luôn. Cái điều cảm nhận đầu tiên là cái bánh này nó hơi dai. Tại vì cái bánh này là cái loại mà không cần nhúng nước. Nhưng mà nếu như mà mình cuốn á, mình cuốn để sẵn á thì nó sẽ bị nó bị bung ra, cho nên mình phải tha. Nãy mẹ có tha một miếng nước, nhưng mà tha nước vô thì nó lại bể. Còn cái này á, nếu như mình cuốn nặng liền á thì cái phần bánh này nó hơi dài. Cái bánh này mình mua nó không được ngon nữa, nó chưa có được dẻo lắm. Đó giờ mình ăn mình vẫn thấy cái loại mà bánh mà nhúng nước, cái loại mà cần phải nhúng nước thì cái loại đó nó dẻo dẻo ăn nó là ngon nhất không ạ. Còn cái loại bánh mà không cần nhúng nước này thì ăn cảm giác nó hơi dai dai nữa, mà khi mà mình cắn vô thì nó quá nhiều cái nguyên liệu rau rồi trong đây, rồi có cá, rồi có cái bánh dai dai, nói chung là chưa cảm nhận được gì á. Nhưng mà cái phần nước chấm á, nước nát chấm này thì mẹ làm là nó vừa ăn rất là ngon luôn. Cái này kinh phí em hẹp chứ thôi là mình sẽ còn có thêm nhiều thứ trong đây, ví dụ như đậu phộng nè, hay là mình mua dưa chua mình làm vô cái này cũng ngon nữa. Nay thì mình làm tương hộp, chứ mình làm mắm nêm cũng ngon nữa nha, nước mắm chua ngọt cũng được. Hồi đó giờ mình ăn cái món này nè, ví dụ thịt thì mình cảm nhận được thịt cá thì cảm nhận được cá, chứ còn giữa cá này cá kia mà cuộn chung lại nhiều loại rau lại, mình ăn mình cũng không biết cái gì là cái gì đó. Thì ăn vô thì chỉ có biết cái mùi rau, mùi cá với mùi bánh dai dai thôi. Mình không có biết được cá phi hay là con cá lóc cái gì hết. Cái đó là chia sẻ thiệt nha mọi người. Cái này mình sẽ cắn thêm miếng ớt nữa cho ca ca kích thích. Cái gu mình là ăn cay rất nhiều, nhưng mà nhà thì ăn cay có giới hạn. Chỉ gặp gu mình là cái này mình sẽ cho sa tế nhiều hơn xíu nữa. Chấm vô. À, cái phần cá nè mọi người. Bây giờ mình sẽ thử miếng cá không nha. Mình cuốn chung nhiều loại quá mình ăn nó bị mất vị á. Đây, chấm vô. Thơm. Thơm. Bình thường cá phi mua về nấu canh chua hay kho ăn thấy bình thường, nhưng cá này bự. Nướng sa tế nữa, rồi nướng lên thơm phức ăn. Với lại mình nướng khô quá nha, nó chảy nước hết, những cá nó săn lại, nó khô cứng lại, ăn thịt rất là thơm luôn. Quá miếng này. Công nhận nước thơm thiệt mà. Thơm. Sa tế thoảng thoảng thôi. Riêng cá nó còn nóng á. Muốn thưởng thức cá trọn vị là phải ăn riêng nó. Đó, chấm vô. Cái này mẹ xào cũng ngon nè. Giờ tự nhiên cái làm biến cuốn ăn từng cá vậy mà tính ra cũng ngon, nó cũng vô bò tử. Ngon.
miếng này, miếng xoài chua chua, miếng rau sống, miếng rau hả, miếng dưa leo, miếng hẹ, hẹ vô, hẹ, hẹ thì có nhiều người ăn không được, thêm miếng nước chấm ha, rồi y như là ăn y như là mình cuốn mình ăn vậy. Nguyên cái phần này 120 ngàn, nếu như ăn thì chắc được tầm khoảng 3 người đó nha, 3 người ăn cũng cũng vừa tới thôi chứ cũng cũng chưa được đã thèm lắm. Thì nói chung vậy cũng tạm, mà nguyên mặt hàng 120 cũng tạm tạm, cũng tạm tạm được, tạm tạm được. Trong khi đó thì mình đã có chia sẻ rồi, con cá với bé thời cộng lại là đã 62 ngàn, con cá 55 ngàn, sòi 7 ngàn, 62 ngàn, là chiếm hơn phần nửa rồi. Bây giờ thì mình xin kết thúc video tại đây nha. Nếu như cả nhà mà có những cái góp ý hay là đóng góp những cái món ăn, cái thử thách nhỏ nhỏ thì có thể để lại bình luận ở phía bên dưới nha. Bây giờ thì mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào tạm biệt cả nhà.